Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà mình đang đứng ở đây là đường Lò Siêu. Hẻm 115 đường Lò Siêu ha, gần góc đường Lò Siêu với đường 3 tháng 2. Vị trí Vũ Hồng đang đứng ở đây là ngay chỗ trường mầm non Hoa Hướng Dương ha. Cái hướng này là đường Lò Siêu, đằng đó là xe chạy qua lại đó cô chú anh chị, là đường Lò Siêu mình rẽ phải là ngay chỗ công ty Niệm trên đường lớn lớn ngay chỗ đường 3 tháng 2, gần góc Lò Siêu với Nguyễn Thị Nhỏ 3 tháng 2. Phía bên đây nè cô chú anh chị là cái tòa nhà gì đó Niệm, bán Niệm cao cao, tòa nhà cao cao ở đường 3 tháng 2 á. Rồi ngay chỗ đây thì đi thẳng ra đó là gặp đường Lò Siêu nha, Lò Siêu nhánh bên phường 8. Còn nhánh này thì đi thẳng qua bên kia là Dương Đình Nghệ, rẽ trái thì mình qua bên bệnh viện quận 11. Đó, đường xe chạy qua lại đó là đường Dương Đình Nghệ nha cô chú anh chị. Đường Dương Đình Nghệ đó trước mặt mình đó, xe chạy qua ngay cái xe đậu đỏ đậu đó là đường Dương Đình Nghệ. Đường này đường lớn ha, còn cái đường nhánh này là hẻm 115 đường Lò Siêu. Đó, hẻm 115 đường Lò Siêu nhưng là một con đường nhựa lớn ha, nối từ đường Dương Đình Nghệ thông qua đường Lò Siêu và song song với đường Sống Đất phía sau cái tòa nhà cao này. Phía sau lưng cái tòa nhà cao này ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm sau lưng căn này thôi. Sau lưng căn này nè. Sau lưng căn màu xanh này nè cô chú anh chị. Sau lưng căn màu xanh này ha. Căn nhà này Vũ Hồng giới thiệu cho cô chú anh chị bạn là nhà một trệt, hai lầu sân thượng nha. Một trệt hai lầu. Ba phòng ngủ với thêm một cái phòng giặt ở phía sau, phòng giặt sân thượng phía sau ha. Trường ngay đây là vị trí này, là bên đây là nhà thuốc Giai Khang, rồi bên đây là trường mầm non Tư Thục qua hướng Dương ha. Trường mầm non Tư Thục qua hướng Dương. Ở đường này thì ô tô đi tới nhà mình đi chạy ngang qua lại được luôn nha. Đường đi rất rộng luôn ha. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 5 tỷ mốt. 5 tỷ mốt là còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị. Đó, đường này mình thẳng mình rẽ trái là mình đi qua đường Dương Đình Nghệ ha, qua bệnh viện quận 11, qua ngay chỗ công viên á cô chú anh chị. Đường ở đây là thông nhau như bàn cờ hết á, xe chạy thông được, hướng này cũng thông nè. Thực ra căn này là cái căn mặt căn phía xa trước á, lúc trước căn trước cái căn sau nó chung rồi sau này nó cắt ra. Nên căn mình là căn ở phía sau nha. Đường này thì ô tô chạy ngang qua được, vòng qua luôn ha. Đầu kia là có chỗ hớt tóc với chỗ bán cháo lòng á. Bên trái đây là có khu nhà ở tập thể. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn là căn nhà cao cao màu trắng nè cô chú anh chị. Đó, một dệt hai lầu với cái mái che thang bên trên ha. Đó, căn cao này nè. 5 tỷ 100 triệu đồng hết cô chú anh chị. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm ở phường 8, quận 11, địa chỉ là 115/2H14, đường Lò Siêu ha. Đường ô tô, đằng kia là căn hộ tập thể đó, cô chú anh chị. Hẻm này lộ giới là ghi trước nhà mình là lộ giới 8m luôn nha cô chú anh chị. Là giải tỏa bên đây mình không có bị lộ giới. Bên đây thôi. Lộ giới này vào rất sâu luôn. Cô chú chị bạn nhìn đi qua đây xem một chút xíu nữa đi thì mình sẽ thấy ha. Bên đây là căn hộ tập thể giật vô sâu vậy nè. Căn hộ tập thể ở đây nè, lúc trước chú Hồng có review bán một căn ở dưới chợ chỗ này nè cô chú anh chị. Đường này đi thẳng ở đó quẹo phải là ra tới đường Lò Siêu lại ha. Những căn nhà bên đó mặt tiền bên đó là căn nhà mặt tiền đường Lò Siêu nha cô chú anh chị. Rồi, nhà mình thuộc khu dân cư hiện hữu ha. Đây căn này. Căn này nha cô chú anh chị. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn có địa chỉ 115/2H14 đường Lò Siêu, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà nằm ở hẻm nhựa nha, hẻm nhựa ha. Nhà nền nhà thì cao hơn hẻm là 5 tấc, đó là 2 bậc. Đá hoa cương. Đó, bật thì bằng đá hoa cương ha. Và có làm chỗ dắt xe lên rồi. Ở đây phía trước nhà mình đây ha. Ở phía trước nhà mình đây ha.
Nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công đầy đủ, mua bán là sổ hồng ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Nhà mình có hai lớp cửa, ngoài là lớp cửa sắt, sắt với miếng ở bên lót bên trong là bằng miếng sắt dày cắt CNC nguyên khối đó. Ở bên trong là cửa kính cường lực ha, đó, trong cửa cường lực đẩy nè, ngoài là cửa sắt cũng đẩy luôn đó, để đỡ tốn diện tích là đẩy ha. Đâu dây sắt ra bên trong là kính cường lực nha đó. Nhà thì phòng khách nhỏ nhỏ xinh xinh. Nếu đây thì nếu mà cô chú anh chị bạn có ô tô nhỏ cả Kia Morning Spark hay là Wigo thì mình đậu được hết cô chú anh chị. Ở trên mái nhà mình đó là chủ nhà làm bằng ngói ha, ngói nhà với sắt nha, đó, ngói với sắt ha, có màn rèm luôn ha, đó, có cái đèn trang trí rất đẹp luôn nha. Kích thước của nhà mình đó ngang là 3m3 và chiều dài là 8m5 nha. 3m3 và chiều dài là 8m5 nha. Lên lầu 1 thì ban công lấn ra thêm, bên đây nè, ở lầu 1 này ban công lấn ra thêm được và một gần 1 mét nữa là 9m5 ha. 9m5 nha. Hiện tại thì chủ nhà làm cái thì cái phía sau nè, nó cao hơn phía trước là khoảng ở phía sau cao hơn phía trước khoảng 2 tấc ha. 2 tấc ha cô chú anh chị. Cầu thang thì chủ làm bằng trụ gỗ lớn nè, đó, trụ gỗ tròn lớn đẹp ha. Rồi cô chú anh chị bạn nhắm lên nhìn lại cái phòng khách của nhà mình ha. Nhà vệ sinh là do chủ kỹ về phong thủy nên chủ nhà không có làm dưới cầu thang nha cô chú anh chị. Nếu cô chú là chị làm dưới cầu thang thì sẽ rộng hơn, phòng khách nó sẽ rộng hơn, tùy cái đó là tùy vào mỗi người thôi, quan điểm của mỗi người thôi. Nếu như cô chú chị bạn làm cái cầu thang cái nhà vệ sinh ở dưới đất này, nó làm dưới cầu thang này thì không gian sau mình sẽ còn cái phòng khách, phòng ăn nó rộng ha. Rồi mời cô chú chị bạn ngắm lại cái không gian của dưới trệt nhà mình nè. Ở đây không gian ở dưới trệt nhà mình trần rất là cao ráo ha, có màn rèm đầy đủ, điện chính nước chính luôn ha. Ở đây thì chủ dán mấy cái đá sỏi nè, hình rất là gì đó, nói chung là lạ. Cầu thang tay vịn gỗ, trụ gỗ lớn mặt đi bằng đá hoa cương. Và cái gian vệ sinh thì nó nằm phía sau cầu thang, nằm giữa gian bếp với cầu thang. Gian bếp thì có đèn trang trí ha, đó, có đèn trang trí sẵn rồi. Và đây là nhà vệ sinh của mình, nhà vệ sinh đây. Đó, nhà vệ sinh thì được dán tường cao lên từ dưới lên trên luôn. Thiết bị vệ sinh thì sử dụng của inox ha cô chú anh chị. Đó, tường nhà này ha. Đây không gian vệ sinh của nhà mình thì chủ nhà chừa cho mình chỗ nè để mình để mà tủ lạnh đây ha, để tủ lạnh quay ngang qua có nguồn điện sẵn rồi. Máy giặt thì để trên lầu phía sau. Đây không gian của gian bếp nhà mình đây ha. Gian bếp của nhà mình thì có tủ bếp trên, mặt bếp bằng đá hoa cương, bên trong thì dán gạch màu ha, hợp màu tông màu xanh, có bếp hồng ngoại, bếp điện từ và có quạt, có máy hút, máy lọc khói luôn rồi nha, khử mùi lọc khói. Vũ Hồng đang đứng ở không gian ở dưới trệt và từ gian bếp mình sẽ ngắm nhìn lại phòng ở dưới trệt một lần ha, từ phía sau ra phía trước. Vũ Hồng xin nhắc lại chiều ngang của nhà mình là 3m3 và chiều dài nhà mình là 8m5 và trên lầu là trên lầu ban công lấn ra thêm được 1m là 9m5 ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nếu thấy căn nhà này ưng ý thì mình đến gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả nha. Chủ nhà nói giá còn thương lượng ha, còn thương lượng nên cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này về vị trí ưng ý thì một căn nhà ở hẻm ô tô gần bệnh viện quận 11, gần chợ Cây Gòn, gần công viên ở khu Bình Thới thì mình đi xem căn này nha. Tại vì hướng rẽ phải mình ra đường Lò Siêu, rẽ trái thì mình Lò Siêu thì đi thẳng cũng ra công viên Bình Thới thôi. Rồi Lò Siêu thì mình đi thẳng thì nó ra ngay chỗ đường nhà thờ Thăng Long á, ngay chỗ nhà thờ Thăng Long mà hôm lúc trước Vũ Hồng có review cho cô chú chị bạn xem căn hộ dịch vụ 6 tỷ 4 á. Căn hộ dịch vụ 6 tỷ 4 ở ngay chỗ nhà thờ Thăng Long á.
Còn mình rẽ trái thì qua bệnh viện quận 11, qua đường Dương Đình Nghệ qua bệnh viện quận 11. Còn mình rẽ phải ra phía ngoài là mình đi ra ngoài phía đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Thị Nhỏ. Đó, bệnh viện Chợ Rẫy rồi ha. Đây Vũ Hồng đang đứng ở khu vực cầu thang của ở dưới chợt. Và đây là ở phía trước nè, phía trước nhà mình. Và đây ra phía sau ha. À, ra phía sau nè. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành review đó ông sản, thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha cô chú anh chị. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì nhớ chia sẻ video này ha cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Ở đây cầu thang của mình ha, ở phía bên đây thì đúc bê tông cốt thép nên mình muốn để gì trên đây mình để ha, để đồ trang trí rồi ha, gấu bông thú bông rồi. Xin nhắc lại là cầu thang tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Mời cô chú dự bàn ra phòng phía sau ha. Nhà vệ sinh thì ở ngoài sử dụng chung cho phòng trước với phòng sau. Tường nhà thì dán cao đến trần, có chừa chỗ để mình lắn máy nước nóng ha. Thiết bị vệ sinh là của inox nha cô chú anh chị. Đó, và mình cái bồn cầu này đổi rồi, bồn cầu Casio. Rồi phòng phía sau nè. Phòng phía sau thì có vượt trần thạch cao, đèn led âm trần, có máy lạnh sẵn luôn rồi. Rèm chủ nhà để đây cho mình luôn ha. Phòng này thì có cửa sổ nè, cửa gỗ nè, và điện cáp đầy đủ hết. Rồi mời cô chú anh chị bạn ra phòng phía trước để mình tham quan phòng phía trước của lầu 1 ha. Đó, phòng phía trước thì có cửa sổ, có cửa đi ngoài ban công, cửa nhôm sinh pha và kính cường lực. Chủ nhà có tăng cường thêm những cái ô sáng nằm phía bên trái với mấy cái ngách bên tay phải bên trái của cái cửa sổ. Ở phía trên thì có tủ, có máy lạnh sẵn rồi. Trần dược hợp thạch cao ha. Ở đây có tăng cường thêm một cái cửa sổ lùa ha cô chú anh chị. Cửa sổ lùa ha. À, nếu mà cô chú chị bạn nào mà không hợp cái quạt, không hợp với máy lạnh thì mình bắt quạt ha, mở quạt. Đây có cáp, có internet, đầu sẵn hết rồi nha. Rồi đây là cái ban công phía trước nhà mình đây ha. Ban công phía trước nhà mình có cửa sổ nè ha, cửa sổ thì cánh đẩy nha, nè cánh đẩy nè, bản lề kim long nè, nhôm sinh pha bản lề kim long ha, máy lạnh sẵn luôn cho mình rồi. Ở nhà mình đối diện với nhà sớm là nhà cao lầu ha, khu dân trí cao nha. Đó, hẻm trước nhà nè cô chú anh chị. Đó, hẻm trước nhà mình đây ha, hẻm thông nha cô chú anh chị. Hẻm trước nhà là lộ giới 8m, mở về phía bên kia thôi, không mở về bên đây nha cô chú anh chị. Ngay đây là trường mầm non Hướng Dương nè ha. Đó, làm rất chắc luôn, có mấy cái sông, cái gòn nè ha. Rồi đi ra ban công nha, mình đi ra ngoài ban công. Ban công nhà mình đây ha. Đó, ban công nhà mình đây ha. Đó, ban công nhà mình đây ha. Đó, đằng kia là cái có một căn hộ tập thể. Đằng kia là có căn hộ tập thể ha. Rồi đây là bản lề kim long và kính cường lực nhôm sinh pha ha. Như vậy Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình là một tầng, có nhà vệ sinh ở giữa và phòng trước với phòng sau ha. Phòng nào cũng có cửa sổ để lấy gió lấy sáng nha. Và ở trên nhà vệ sinh cũng có cái khoảng thông để lấy gió, lấy đẩy không khí mùi ra ngoài nha cô chú anh chị. Đó, CB thì sử dụng chung nè. Đó, CB mỗi tầng có CB riêng. Cầu thang từ dưới lên trên này ha. Cầu thang từ dưới lên trên này ha. Ở nhà mình là đúc bê tông cốt thép, cô chú anh chị. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên, có hoàn công đầy đủ rồi. Đây, ở phía trước một phòng, phía sau là cái sân thượng để phơi đồ. Ở giữa là cái máy. Đó, nó có lọc trên lọc gối ha. Và máy đúc nha cô chú anh chị.
Nhà vệ sinh thì ở phía giữa nè, sử dụng chung cho phòng trước và phòng sau. Thiết bị vệ sinh thì chậu rửa là của Inax. Và bồn cầu thì của Casia ha. Có làm cái lỗ thông gió để thông không khí ra ngoài nha. Có chỗ để gắn máy nước nóng luôn rồi. Cái này thì nếu cô chú chị bạn muốn làm cái phòng thì làm, không thì để làm chỗ giặt đồ ha. Đó, ở đây mình làm bít lại thì thành thành chỗ cái phòng. Đó. Còn nếu như mà mình để vậy thì làm chỗ phơi đồ. Ở đây có vòi nước sẵn rồi nè. Cô chú chị bạn đang xem Vũ Hồng review căn nhà ở hẻm 115 đường Lò Siêu, phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ha, gần bệnh viện quận 11, gần đường 3 tháng 2. Đây là không gian của phòng phía trước. Phòng phía trước của nhà mình đây ha. Phòng phía trước thì có ban công cũng giống như ở dưới thôi. Một ban công và cửa sổ. Và cửa ngang cửa sổ thì ở trên có khoảng sáng ở trên, và bên hông thì có chừa những cái lam sáng ha. Rất là đẹp luôn nha. Và căn nhà này Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin. Căn nhà này một trệt với hai lầu ha. Và nhà mình đó là đúc bê tông cốt thép. Nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công rồi. Ngang là gần 3m3 và chiều dài là 8m5. Trên lầu 1 với lầu 2 là lấn ban công thêm 1m là 9m. Nhà sổ sách đã hoàn công rồi. Mua bán thì có sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Ở phòng phía trước thì nó có cửa sim, cửa sổ lấy sáng từ phía bên cầu thang. Và một cửa sổ phía bên ngoài lấy sáng từ phía bên ngoài, một ban công đi ra ngoài. Căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 5 tỷ mốt. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú anh chị bạn nào ưng ý với căn nhà hẻm 115 Lò Siêu, thông từ đường Dương Đình Nghệ thông qua Lò Siêu này, thì hãy liên lạc với Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà, và mình sẽ gặp chủ nhà để mình làm việc thêm về giá cả nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin kết thúc video review căn nhà ở đường Lò Siêu, hẻm 115 đường Lò Siêu, phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video review nhà lần sau ha.